Rồi, hồi nãy em hỏi gì? Không, xong rồi. Hai hỏi 6 người khác trả lời. Có đại diện của công ty Sony. Đó, thì cái cách đó là cái cách mà mình chụp. Và Peter recommend các bạn làm thử cái này đi, kỳ sau đi ra chụp. Mà khi mà các bạn làm cái này rồi, các bạn sẽ rất là ghiền cái cách này. Và tại vì mình vô muốn cái máy mình coi được lúc hai cái. Thấy không? Tại vì trắng đen nó có nhiều cái hình đẹp lắm, nhưng mà mình không làm thì mình không biết. Danny nói đi. Máy giờ Sony âm lượng, máy Canon nó có setup giống như nãy anh nói. Có phải không Eddie? Có chứ nhá. Mấy cái, thật sự mấy cái máy mới bây giờ có hết. Ok. Canon có. Ai Expo Sony đâu. Ở đây á. Không phải. Thật sự máy mới bây giờ nó có hết. Hãng nào cũng có. Fuji thì nó gọi là simulation mode. Right. Thằng Sony nó gọi là Creative Style, thằng Canon nó gọi là gì? Style. Yeah, thì nó một cái tên giống nhau, khác nhau tí xíu rồi nhưng mà nó vậy đó. Ok. Mình đang nói cái gì? Quên rồi. Em copy cái tấm thứ hai. Khoảng 10 sau cái đoạn phim này mình take a break 5 phút nha. Yeah. Ok, sao? Anh đang tới phần mình copy tấm thứ hai trắng đen. À, đó thì đã Peter nói là về cái vấn đề virtual copy rồi đó. Yeah. Ok. Và bây giờ nếu mà mình muốn làm thêm nữa cũng được, giống như nãy Peter nói đó. Anh Peter có thể giải thích là một cái tấm hình trắng đen thì khi nào mình gọi là nhìn nó gọi là đẹp thì mình biết cách mình xét không? Thì đó, vô cái lớp trắng đen Peter sẽ hướng dẫn cho. Như cái hình này rất là đẹp để trắng đen. Như cái hình này rất là đẹp để làm trắng đen. Lý do tại sao? Tuy là cái trắng đen này chưa có phải là cái trắng đen đúng, nhưng mà nó có potential, nó có cái đẹp là tại vì á, cái đống hoa này khi mình chuyển trắng đen nó đã là trắng rồi. Nó nhiều cái đống trắng. Và đây nó có nhiều đen và đây có nhiều trắng. Trong trắng đen mình phải có trắng và đen trước cái đã, có cái sự tương phản trước cái đã rồi. Từ đó khi mình làm á, mình làm cái hình á, mình sẽ cho cái trắng nó lên trắng, cho cái đen nó ra đen. Và tất cả những cái giữa nó làm màu xanh. Như cái hình này làm trắng đen là tuyệt vời luôn. Tuyệt vời luôn. Nhưng nếu mà mình không chụp để cho thấy trắng đen thì mình sẽ không biết nó là tuyệt vời. Tại vì mình chỉ thấy nó là màu thôi. Mà nếu mà mình muốn coi vậy là mình có cả ngàn tấm sao mình thấy, đúng không? Thì chụp như vậy mình sẽ, như cái hình này trắng đen là quá tuyệt luôn á. Thật sự á, cái hình này trắng đen là rất là đẹp. Preset. Ok, rồi. Bây giờ tới cái phần này. Cái phần mà tất cả các bạn tới để có đó, có nghĩa là preset đó. Thì á, Peter làm cái cho các bạn coi ha. Mình create một cái virtual copy, mình reset cái này. Và mình vô trong này. Đây có rất là nhiều ha. Có Instagram, có wedding, người nào chụp wedding nè. Hưng Peter có nguyên cái section nó gọi là epic wedding nè, thấy không? Bấm một cái nhưng mà cái hình này không phải wedding cho nên không chụp nó. Thấy không? Nè, mình có rất là nhiều đúng không? Studio đủ loại hết nè. Thấy không? Nhưng mà như cái hình này á, Peter sẽ chọn một cái nè, ví dụ như là Wonderland nè, thấy không? Summer nè. Những cái hình này thì nó nghiêng về fashion hơn. Nó nghiêng về outdoor của Eddie ha. Eddie sẽ dùng cái này rất là nhiều. Thấy không? Tốn thời giờ chi mình ngồi mình làm. Mình bấm một cái nếu nó đẹp rồi là từ đó mình sẽ đi tới nữa. Chứ mình không có ngừng đó. Và thứ hai nữa là khi mình bấm một cái preset mà nó đẹp, xong rồi mình nghịch tới một cái giai đoạn ồ đẹp quá. Làm gì? Mình làm gì? Mình xấy cái đó, mình xấy cái preset đó thành cái preset riêng của mình. Để mà sau này mình vô mình lấy, giả tỷ một người khách, người ta giống như là Eddie chụp cho cái gia đình đó, gia đình nói đẹp quá, cái hình này đẹp quá, làm cái màu này đẹp quá. Giờ tôi muốn cái hình đó y chang như vậy. Eddie đâu có bỏ ra 2 tiếng đồng hồ để làm nữa. Eddie vô cái preset, Eddie xấy phần qua, bấm một cái, gửi email, chị thích không? Đẹp quá, làm luôn. Thấy không? Hết sảy không? Easy money. Đó, thì á, như cái hình này Peter sẽ chọn lại một cái preset nào, một là trong cái này. À, đó, cái hai cái á, là khi mà mình để preset này là các bạn thấy cái này, các bạn mở này lên.
và các bạn lăn cái con chuột qua cái preset. Khi mà lăn như vậy các bạn sẽ thấy cái hình này nó đổi. Các bạn nào dùng camera raw đây? Không có. Không có cái đó. Sau khi các bạn học Lightroom rồi các bạn sẽ dẹp camera raw luôn forever. Nhưng camera raw với Lightroom the same. Tất cả những cái gì mình đang dùng bên camera raw bây giờ the same. Nó là the same engine. Tuy nhiên cái engine bên này á, nó độc đáo hơn. Nó cho mình nhiều cái mà camera không có. Cộng với lại virtual copy, camera không làm được. Giống như hồi nãy Peter có thể làm một chục cái này màu đen, màu trắng, màu sepia đủ thứ á. Bây giờ Peter apply một cái nữa cho các bạn coi. Mà vẫn không tốn ổ cứng. Trong khi ở bên camera, khi mình muốn tấm thứ hai thì what happened? Nó copy cái tấm số 1 thành tấm số 2. Mình làm 10 cái á, là cái một cái hình đó là thành 10 cái trên ổ cứng. Cho nên có nhiều người cứ ngồi mà bàn luận với Peter, ôi Lightroom nó giống gì hình vậy? Giống, nhưng mà tại sao nó làm ra cái Lightroom? Nó làm Lightroom là để nó chuyên về cái ngành làm ảnh. Còn dĩ nhiên là Photoshop vẫn làm được những cái Lightroom không có. Ví dụ như ráp hình, ráp mặt trời với đất chồng lên nhau, Lightroom không làm. Ráp chữ, một cái hình mình có thể để chữ lên, không làm được. Có nghĩa là mình Photoshop nó vẫn làm những cái việc Lightroom không làm được. Ok. Thì bây giờ như vậy, các bạn lăn cái con chuột nè, lăn nè, các bạn thấy đây nó đổi nè. Thì mình nhìn coi trong cái Lightroom này, trong cái preset này nó có. Ví dụ như giờ các bạn mà muốn làm cái màu này, đố các bạn làm được trong Lightroom, trong Photoshop. Ngồi mà gãi đầu luôn, không biết sao ra cái màu đó. Chính Peter cũng không biết làm luôn. CPA. Nó vừa CPA, nó vừa màu úa, nó vừa split tone, nó vừa đủ thứ. Trong khi mình bấm cái nó ra liền đẹp không? Từ đây mình có thể quyết định làm tiếp. Ok. Nhưng mà một trong những cái mà Peter muốn share với các bạn đó là khi mình bấm như vậy á, thì what happened ở bên này? Để Peter mở, tại vì cái này phải mở ra để cho các bạn thấy. Khi mà mình bấm bên này á, là bên này nó nhúc nhích. Mà tất cả những cái nhúc nhích bên này á, là những cái setting để mà mình đạt tới cái màu này. Thì á, khi mà mình dùng cái preset này á, mình qua bên này mình nhìn á, mình mới học được. Ồ, cái preset này nó làm cái gì? Nhìn đi, các bạn nhìn kỹ đi, nó làm cái gì? Nó trừ 50 saturation. Có nghĩa là cái preset này nó dạy cho chúng ta, preset này nó dạy cho chúng ta nữa là cái hình này để đạt được cái màu này là mình phải trừ 50. Thì sau này các bạn làm cái hình khác, các bạn nói ô, cứ trừ saturation đi sẽ được cái màu như vậy. Đó là một cái bước, dĩ nhiên là còn nhiều bước nữa. Xong mình xuống, mình nói ô, nó nhích cái highlight lên. À, để cho cái bộ sổ trang, sổ trắng này nó trắng lên. Chứ thông thường nếu nó không nhích á, bốn cái thanh đó nó nằm bằng nhau. Còn cái này là bốn cái thanh này nó nhích. À, thì mình học được. Thì những cái học đó là những cái gì? Những cái đó là cái kiến thức để cho giúp cho chúng ta làm những cái preset, mình tạo những cái preset, và thứ hai nữa là mình làm hình. Đúng. Rồi mình đi xuống nữa, như các bạn nhìn nè, đi xuống nữa, cái chỗ này nó không làm gì hết. Ok. Tất cả mọi à đây, nó làm saturation. Nếu mà nó không làm á thì nó mấy cái thanh này nằm bên này hết. Ok. Mình nhìn á, mình coi nè. Nhưng mà cái mà nó làm nhiều là cái gì? Split tone. Split tone. Tại vì cái hình này Peter nhìn là Peter biết nó là dùng split tone. Ok. Nó làm split tone. Đó. Nếu nó không làm cái split tone, các bạn sẽ thấy cái gì? Để Peter tắt cái split tone đi cho các bạn coi. Đó. Nếu mà mình tắt cái split tone đi á, là cái hình nó như vậy á. Nhưng mà có split tone á, là các bạn thấy á, là nó mới tạo ra cái màu úa. Như thấy cái màu úa này không? Yeah. Những người mà chụp wedding làm fashion á thích cái màu úa này lắm. Dễ thôi, bây giờ các bạn học được rồi đó. Split tone. Như thấy cái màu này không? Nó chọn cái màu úa nè. Cái đó là cái màu úa đó, mà ở trong cái shadow, trong cái phần đen, mình chọn cái màu úa trong cái phần đen là tất cả những cái chỗ đen này nó có một cái lớp màu úa trong đó. Đơn giản. Thấy không? Nên là của anh Peter có cái preset đó, bấm một cái nó thành màu này hả?
Dạ, hôm nay chú dạ, hôm nay chú là một trong những người lucky. Dạ, đợi anh okay. Cho có nghe đến David Hamilton không? Ai ạ? À? Ông magician hả? Không, David Hamilton á. Không biết, rồi chú nói đi. Khoảng 4 thập niên trước á. Dạ. Ông đào mưa làm gió về mấy cái màu mờ của ông á. Đúng. À, anh lên YouTube anh đánh chữ David Hamilton. Hamilton, dạ vâng. Thì cảm anh chú. Sẽ thấy nhưng mà nếu mà anh không biết thì anh có làm cái preset đó, tại vì tôi mấy chục năm nay tôi thử mà tôi không có làm được giống. Nhưng ông bây giờ chú học cái Lightroom này, chú về chú làm liền dễ mà. Tôi làm không được. Đó, thì á như các bạn thấy anh Nico có hỏi. Anh chưa được. Khi mà anh thử click một cái preset khác rồi, tại question của em á, là khi mà mình đổi cái preset á, cái phần nào nó có chồng lên không? Nó override phần nó sẽ override. Vậy? Ok. Nó override hết luôn không? Câu hỏi rất là hay. Khi mà mình tạo preset á, nó có hai cách tạo. Tạo preset để mà chết luôn. Hoặc là tạo preset để chồng lên nhau. Như cái preset này á, nếu mà bây giờ Peter bấm một cái preset khác. Ví dụ như Peter bấm cái preset này. Ok. What happened? No replace. Có nghĩa là nó lấy hết tất cả những cái setting của cái setting này. Ok. Nó replay. Tuy nhiên nó cũng không replay hết. Nó replay một số nào đó thôi. Có nghĩa là cái preset này với preset này chồng lên nhau. Có nghĩa là mình chọn một preset và mình chọn preset khác nó đè lên. Nó thác lên. Nó giống như cái layer. Nó là những layer, exactly. Okay. Đó. Đó. Thấy không? Nè, Peter chọn nè. Bây giờ á. Bây giờ Peter cần lại ha. Để Peter chọn một cái preset mà nó đổi hoàn toàn. Nè, như cái này nó đổi hoàn toàn. Thì mỗi cái preset nó có một cái effect khác nhau và Peter sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo cái preset mà để chồng lên nhau. Hoặc là tạo cái preset là bấm cái đó là nguyên thể nó là như vậy. Ok. Đúng không Nico? Answer your question. Nè, đó. Như cái preset này màu đỏ với màu này nó khác nhau hoàn toàn. Nó đổi hoàn toàn. Ok. Tuy nhiên, nếu mà bây giờ Peter muốn cái preset chồng lên cái này. Ở đây nó có một số cái preset chồng lên. Ví dụ như. Nhưng mà cũng có một số không chồng được đúng không anh? Đúng vậy, có một số không chồng được. Thì anh thua mình đổi, anh thua mình tạo khi mình tạo cái preset. Đâu rồi? Cái này để chồng lên nè. Ok. Khi mà mình tạo preset thì mình mới biết cái nào chồng hay không chồng. Còn nếu mà cái đống mà Peter đưa cho Du là Du phải trải nghiệm thôi. Yeah. Nhưng mà mình bấm qua đấm lại mấy lần là mình biết liền à. Vậy là Du như trắng đen một cái tông của nó different chút xíu thì cái đó những cái đó nó gây thác lên được. Đúng vậy. Bây giờ như vậy. Ở ngay cái điểm này á, mình làm luôn đi. Ok. Ví dụ ha. Peter trả hình này lại. Rồi, ví dụ như Peter muốn tạo một cái preset. Bây giờ Peter tạo một cái preset. Vignette. Viền đen. Rồi, ví dụ như Peter nói, cái viền đen này là đúng ý Peter rồi. Bây giờ Peter làm. Peter bấm cái nút cộng, đây là nút tạo preset, ok. Peter sẽ bấm nó và nó sẽ lên một cái hộp. Cái hộp này á, là nó tùm lum hết. Và nó check tùm lum hết. Nó check như vậy á, là khi mỗi lần mà bấm một cái là nó apply hết tất cả những cái này. Peter không muốn như vậy. Peter chỉ muốn là khi bấm cái này nó cho mình cái vignette thôi. Thì bây giờ trước mắt á, là mình phải uncheck hết mấy cái này. Ok, uncheck hết. Và mình chọn cái nó gọi là effect. Ok. Mình chọn cái này. Ok. Và mình để trên này nó gọi là
filter vignette hoặc là vignette 1. Mình có thể tạo vignette 2, 3, 4, whatever. Ok, mình create. À, tại cái hình này lâu rồi để làm cái process này luôn. Rồi, nó sẽ cho mình cái vignette Peter 1. Rồi, cái bước thứ hai Peter muốn làm split tone. Peter chọn cái màu trong cái shadow, màu ố đi, giống màu nãy đi, làm cho nó mạnh để cho mình dễ nhìn. Cái highlight á, Peter sẽ cho nó màu màu cam, và Peter sẽ mix nó. Bớt cao cam, thêm úa. Ví dụ vậy đi. Ví dụ như đây là cái split tone, Peter thích cái tông màu này đi. Ok, Peter sẽ làm cái gì? Add split tone. Đúng vậy. Split tone này, và mình gọi nó là Peter split toning 1. Create. Là Peter có hai cái. Peter vignette, Peter split tone. Ok. Rồi, bây giờ Peter reset cái hình này trở lại nguyên bản. Thì sau Peter vô, Peter lượng tấm hình khác. Ví dụ ok, cũng tấm này đi. Peter nói tôi thích cái split tone của tôi. Thì mình bấm cái split tone của mình. Đúng không? Tôi thích cái vignette kia, số 1. Đè lên nhau, thấy chưa? Thấy nó đè lên nhau không? So, nếu mà em có một khoái cái... rồi phải không? Chiều nay về làm nhiều phải không? Nếu mà em có một cái preset thứ hai, filter vignette 2 đi phải không? Có thể cái black shadow nó dày hơn đi. Thì trong cái preset mà vignette 2 á, nó sẽ override vignette 1. No, not necessarily. Yes, khi mà anh có vignette 2 á, anh chỉ check cái phần vignette thôi. Đúng, em nói đúng. Đúng vậy. Đúng, câu hỏi này rất là hay. Đúng. Có nghĩa là Peter đang apply cái vignette 1. Nếu mà giờ Peter có một cái nữa nó gọi là vignette 2, cái độ nó mạnh hơn mà mình bấm cái vignette 2 thì nó sẽ đè cái vignette 1. Tại vì nó dùng cái vignette thôi. Cái vignette thôi. Yeah. Đúng. Hay good question, good question and good answer. không đúng, không, cái đó là rất là hay đó, nhiều người không, hồi nãy Peter cũng quên luôn là tại vì mình đang chọn cái vignette mà mình bấm cái vignette khác thì nó sẽ đè lên. Chứ nó không có cộng thêm. Đó. Các bạn thấy không? Có nghĩa là bây giờ các bạn mà tạo được cái preset á là các bạn có thể một ngày nào đó các bạn ngồi các bạn có thể nghiên cứu preset và các bạn có thể ra được những cái preset hay của các bạn. Ok, Peter sẽ chỉ cho các bạn một cái trick nữa nè. Ví dụ, để Peter reset cái này. Hình này cũng đẹp đấy chứ. Trắng đen giữ lại màu. Dù nhìn này là dù biết là cái preset này là vừa trắng đen, vừa màu, vừa vignette trắng. Bây giờ mình nói mình tôi thích cái preset này, tôi thích tất cả mọi thứ trong này, nhưng mà tôi muốn cái vignette này nó nhẹ xuống một chút. Mình tạo một cái riêng cho mình bằng cách nào? Dễ ẹt đúng không? Thì bây giờ mình nhìn cái vignette này, mình vô cái vignette này thì bây giờ nó để là 58 cao quá, hoặc là nếu mình nói là chưa đủ đã, mình cho nó lên 100 luôn, ví dụ vậy, hoặc là mình cho nó xuống, thấy không, hoặc là gì đó, ví dụ như là giật Peter hồi nãy là 58, Peter cho nó xuống, không, bây giờ cho lên đi để cho mình thấy cái effect của nó. Ok, để mình đang test mà. Split toning này của nó hơi yếu, mình cho cái split toning này trong cái hình này không có split tone, lý do là tại vì nó để zero. Ok, rồi ví dụ như vậy, mình nói là tôi thích cái này hơn là cái kia,
Thì giờ mình save nó. Khi mình bấm như vậy mình nhìn là mình có thể mình save nó theo cái ý của mình là effect nè. Khoan. Không có thích thôi. Chút nào. Khoan, phải ra lọt để chúng ta làm lại cái. Hai khi effect. À cái này á, nếu mà mình muốn save nó là mình phải biết nó làm cái gì. Chứ không rồi nó không có save. Đó, như các bạn thấy nó không làm gì hết. Peter mới test một cái cho các bạn coi. Có nghĩa là nếu mà mình muốn copy cái preset của nó. Đâu rồi? Nếu mà mình muốn copy cái preset này thì mình phải mở hết cái này. Và mình coi trong cái nào là cái nó chỉnh. Đúng không? Mình phải nhớ là nó chỉnh cái nào. Trong cái đó nó chỉnh. Ha, ví dụ như là nó chỉnh nè. Thì cũng dễ thôi. Trong cái này Peter cứ làm đại một cái nó gọi là select all. Peter sẽ create một cái preset. Và Peter sẽ check all. Thì nó sẽ copy hết tất cả những cái trong này. Ngoại trừ cái mình không muốn. Thì lúc đó mình trừ cái. Mình nói là tôi thích cái này nhưng mà tôi lại không thích cái vignette đi. Rồi. Mình create một cái. Ok. Peter cố ý làm cái này để làm chi biết không? Mình có thể rename cái này. Ok. Thì bây giờ Peter sẽ rename nó. Peter preset test 1, ví dụ vậy đi. Thì bây giờ các bạn thấy Peter reset cái hình này. Rồi, Peter sẽ bấm cái Peter preset test 1. Rồi bây giờ Peter bấm cái preset test 1 thì what happened? Nó giống cái hình kia nhưng mà không có vignette. Thấy chưa? Có nghĩa là mình sẽ dùng, các bạn có thể dùng những cái preset Peter đưa mà Peter, các bạn có thể tạo ra 100 cái preset riêng của các bạn. Chỉ dùng cho những cái preset của nó. Sau một thời gian là các bạn sẽ có những cái preset. Chính Peter cũng có một số preset tự Peter làm. Nhưng mà mình không có ngu gì mà tự mình ngồi mình cải đầu. Mình cứ dùng những cái người ta đã tạo và mình chỉnh sửa, mắm muối thêm theo ý của mình. Để mà nó tạo ra thành cái đẹp riêng của mình đó. Thì làm cái cách đó. You got it? Easy phải không? Đó. Và Lightroom nó hay cái là nó cho chúng ta preset. Là một trong những cái mình phải take advantage. Mình không take advantage rất là uổng. Ví dụ như những cái hình nãy giờ, nếu mà các bạn không dùng preset á, thì các bạn không biết nó đẹp như thế nào. Mà mình dễ lắm. Mình chỉ cần lăn nó qua thôi. Ví dụ như đây nó cũng có, mình chỉ lăn con chuột qua, đúng không? Mình lăn con chuột qua. Và khi mình nhìn đây, mình tự động là mình có một cái idea là cái hình này. Mình chưa làm gì hết, mình có một cái idea là cái hình này. Ồ, màu cũng đẹp, mà màu úa cũng đẹp. Màu trắng đen cũng đẹp, màu úa này cũng đẹp. Đó, mình lăn, thấy không? Tới khi nào mà mình thấy một cái hình nó đẹp. Ví dụ vậy, khi mình tới một cái hình này đẹp rồi á, thì mình có thể tối quá, sáng lên chút, sáng chút, đại khái vậy, thấy không? Mình có thể phù phiếm thêm, mình có thể cái này là kiểu cao đám cưới nè, portrait nè, đúng không? Đó, ví dụ vậy, rồi xong. Tự nhiên cái mình cũng có một cái hình đẹp, chưa làm gì hết á.
chỉ có làm có 3 động tác à, dựa trên cái preset à. Nếu mà giờ các bạn ngồi mà rặn cái đầu ra mà làm trong Photoshop này, đố các bạn nào làm được trong nửa tiếng? Unless là phải là professional, đúng không? Thật sự phải không? Bây giờ mà nhiều khi mình không có nghĩ ra được nữa, mình không có ngồi mà mình nghĩ ra được nữa, trong khi cái này nó cho chúng ta thấy trước. Cho nên bởi sao các bạn cứ nói anh Peter có nhiều cái hình lạ quá, màu lạ quá, không phải là Peter nghĩ ra mà là preset nó giúp cho chúng ta. Ok, rồi mình break 5 phút nha.